ước đi rồi thổi. Mà thổi một cái là mắc mấy trăm bạc của tôi. Hay vậy? Ăn cơm khuya mà ôi trời, giờ gần 12 giờ đêm phải mua đồ ăn, mua làm đồ ăn đủ rồi trời. Không mua bây giờ over quá nhiều giờ rồi. Nghĩ số còn lại thì quá, đừng nghĩ. Nói không, tao phải nghĩ tại vì công ty đâu có mua vợ tao đâu mà nó mua đi đâu lại. Sinh nhật của Bích An ở mua bánh đem xuống với vài con tôm. Tưởng bạn ấy không xuống mà ăn, hôm nay bạn ấy mò xuống thiệt cả nhà. Tại vì tuần này Yến nhiều bài, tuần học thứ hai nhiều bài cũng nên không về nhà được. Nên là ở đây. Tự đốt luôn rồi không cả nhà. Và Yến hơi bù bộn tại vì mấy nay mắt làm bài chưa dẹp nữa. Trời, mới tuần thứ hai, mới tuần đầu tiên thôi nha cả nhà, mà đi học á, bài nó như là học final ở dưới đại học mà final cuối mùa thiệt là kinh khủng. Rồi ước nguyện gì đây? Ước kia hả? Ước học cho thành. Có mấy con tôm cả nhà. Đơn giản thôi. Tấn rủ mẹ đi mà mẹ không đi. Sợ giờ này mẹ mới mổ xong á nên dễ say xe cả nhà. Nên chừa cho mẹ một con ở nhà. Con này. Chừa con bự. Con này đây nè. Anh xào với gì không? Butter hả? Ôi vậy xong rồi khỏi cần chấm muối. Không biết nha. Thì mặn cũng chấm, mặn mặn thì chấm. Bữa giờ quên làm cái video khoe cái phòng cho cả nhà coi. Mà bữa giờ đi làm, đi học có cả nhà tới tắt luôn nên là chưa có dịp nữa. Cứ ngày nào đi học là từ 4 giờ hoặc 5 giờ là ngồi làm bài tới tối luôn đó nha. Làm tới tối rồi tắm rồi học tiếp. Con này đuối luôn á. Nên là chưa có dịp nữa. Quên chào luôn, trời ơi, hình như không biết bị ngu ngủi sao. Không, giờ này cũng khuya rồi đó. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Tấn Yến nha. Thôi đi cả nhà, tại sáng giờ đuối rồi cho nên giờ quên chút, quên sau cả nhà thông cảm nha. Vậy bây giờ mình nhập tiệc nha. Ước nguyện gì đấy, bưng cái bánh lên thổi hay là khỏi bưng cũng được. Bưng lên đi, bánh dễ thương. Uống đi. Ước thằng uống nữa hả? Cái bánh này nó có slide không anh? Không. Trời ơi.
ướt đi rồi thổi. Ừ. Mà thổi một cái là mắc mấy trăm bạc của tôi. Sao vậy? Anh kêu khuya rồi, trời giờ gần 12 giờ đêm mà bạn mua đồ ăn cơm mà làm đồ ăn đúng rồi, trời. Ok, ướt. Bánh mua chỗ nào kem ngon dữ em? Ngon không? Ngon. Vậy hả? Ừ. Bánh này ngon lắm. Trong chợ Quang Minh á, chỗ cái tiệm Pháp á nha, sát bên tiệm Văn. Ừ. Nhưng mà nghe người ta nói ngon thì mua thử thôi. Ừ. Mua thử á. Thôi vậy để bây giờ Yến phép tắt máy, có gì à? Để ăn sớm mà dọn đi, giờ khuya cả nhà. Ừ, giờ này ngồi cũng quay cũng ngáp luôn á. Hôm nay mới học xong đau lưng quá, lên giường mới đặt lưng được chút, được chừng tiếng là ông nội đi xuống nè. Ông nội khinh khủng lắm. Ông nội chắc sao ông ra mở cửa, ai biết ông được ông ta. Giờ này tại vì mình mở cửa, mình ăn lót nó rồi mà không có ra mở thì ổng. Không, ta mơ nghĩ làm mới xuống. Bạn xin nghỉ đúng không? Không, mà bị over quá nhiều giờ rồi. Nghỉ một shop bài kêu quá, đừng nghỉ. Nói không, tao phải nghỉ tại vì công ty đâu có mua vợ tao đâu mà. Nói mua đi đâu lại. Quên giới thiệu cho cả nhà cái máy xông hơi, cái máy phun hơi này nè cả nhà. Yên khuyên là cả nhà ai cũng có một cái nè, nó lọc không khí. Mà bước vô cái phòng thơm lắm, thơm cực kỳ thơm. Mình bỏ thêm tinh dầu xả hoặc là không bỏ cũng được, nhưng mà nó lọc cái không khí cho nó thơm lắm. Máy này hôm bữa là Tuấn mua ở Costco thì phải. Hôm bữa nó on sale, giờ biết nó còn sale không cả nhà. Cả nhà thử nha. Còn nhiều thứ Yến muốn review nhưng mà để từ từ Yến làm video nha. Tại mới vô học được thời gian đầu chưa ổn định, chưa nhanh quá chạy đi không kịp, mình một phần thì mình bị sốc tâm lý nữa cho nên là chưa có ổn định lại để làm video cho cả nhà, có gì cả nhà thông cảm nha. Bác cả nhà. Ok, dạ, hẹn lại, gặp lại.